Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin cảnh báo sông mù và dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 2 tháng 2 đến 11 tháng 2 cho Hà Nội và cả nước. Sáng mùng 2 tháng 2, sương mù xuất hiện nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Đêm nay, sương mù tiếp tục xảy ra ở khu vực này. Từ mùng 8 đến ngày mùng 9 tháng 2 là từ 29 tháng Chạp, không khí lạnh tăng cường kết thúc mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Những ngày Tết nguyên đán trời chuyển rét, vùng núi rét đậm có nơi rét hại. Mười ngày tới, thủ đô vẫn ở trạng thái nhiều mây, mưa phùn, mưa nhỏ. Phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng. Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh có mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng. Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng. Ngày mùng 8 tháng 2 có mưa, mưa nhỏ dài rác. Từ ngày mùng 8 tháng 2 có khả năng chuyển rét, có nơi rét đậm rét hại phía đông bắc bộ và thanh hóa từ đêm mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 2 đêm và sáng trời rét mưa nhỏ mưa phùn sương mù dài rác ngày mùng 8 tháng 2 mưa nhỏ mưa dài rác từ ngày mùng 8 tháng 2 khả năng chuyển rét vùng núi rét đậm có nơi rét hại nghệ an đến thừa thiên huế từ đêm mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 2 mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều trời nắng từ đêm mùng 8 đến ngày 12 tháng 2 có mưa mưa rào rải rác, phía Bắc từ ngày 10 tháng 2 có mưa vài nơi, đêm và sáng trời lạnh, từ đêm mùng 8 tháng 2 phía Bắc khả năng chuyển rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi từ khoảng ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 2 có mưa, mưa rào rải rác. Các khu vực khác đêm không mưa ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Thưa quý vị và các bạn, liên quan phản ánh người hiến máu gần 6 năm chưa nhận được tiền thưởng, Hội chữ thập đỏ Hải Phòng nhận thiếu sót trong khâu hậu kiểm, việc chi trả từ người nhận thay trong văn bản thông tin nội dung liên quan, việc chi tiền khen thưởng biểu dương cho người hiến máu. Văn bản nêu rõ trong những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện một số thông tin của các tình nguyện viên hiến máu chưa nhận được tiền thưởng kèm theo bằng khen giấy khen trong giai đoạn 2018-2023 từ Hội chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng. Ngay khi nhận được phản ánh thông tin của các tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ thành phố, cơ quan trực thuộc Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hải Phòng khẩn trương ra soát quy trình chi khen thưởng biểu dương người hiến máu. Đồng thời đơn vị làm việc với một số cá nhân tổ chức liên quan để tiếp nhận phản ánh và trao đổi thống nhất phương án xử lý tồn tại. Việc chi tiền khen thưởng theo bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và chi biểu dương tập thể và cá nhân theo bằng khen của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từ năm 2020 trở về trước, được Hội Chữ thập đỏ thành phố chi trả cho các tập thể và cá nhân người được khen thưởng bằng tiền mặt. Trường hợp các tập thể cá nhân đã được cán bộ văn phòng ban chỉ đạo liên hệ nhiều lần không gặp trực tiếp được, cán bộ văn phòng ban chỉ đạo chi thưởng cho đầu mối đơn vị hoặc câu lạc bộ nhận thay cho người được khen thưởng. Trường hợp nhận thay đều yêu cầu ký và ghi rõ họ tên trong văn bản của Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng nêu rõ hội chữ thập đỏ thành phố đã thiếu sót trong việc hậu kiểm việc chi trả từ cá nhân đại diện nhóm nhận thay để trả cho người được khen thưởng tôn vinh dẫn đến dư luận không tốt Hội chữ thập đỏ thành phố đề nghị các tập thể cá nhân được khen thưởng biểu dương chưa nhận được tiền thưởng hoặc biểu dương thông tin cụ thể với cán bộ văn phòng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hải Phòng. Hội chữ thập đỏ thành phố sẽ thực hiện kiểm tra từng trường hợp, bảo đảm quyền lợi đối với các tình nguyện viên. Hội chữ thập đỏ thành phố xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và cam kết có biện pháp khắc phục kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố bị can đối với 47 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng đã được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị địa phương điều tra triệt phá hồi tháng 7 năm 2023. Trước đó liên quan đến chuyên án trên, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam với các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, rửa tiền. Trước đó tháng 7 năm 2023, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp với nhiều cơ quan chức năng đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành phá án theo kế hoạch. Từ đó cơ quan chức năng đã làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan, triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý, điều hành của 11 đối tượng cầm đầu, trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm, đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc, thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có liên quan, phong tỏa giao dịch 11 bất động sản trị giá trên 70 tỷ đồng, hơn 100 máy tính, điện thoại, các loại và nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng khác. Phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền 5.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Mai Văn Nam, sinh năm 1972, bí thư Đảng ủy xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ông Nam đã gây tai nạn làm hai nữ sinh tử vong sau khi sử dụng rượu bia. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 31 tháng 1, Mai Văn Nam lái ô tô mang biển số 18A-17242 đi trên tỉnh lộ 490C, đường bộ ven biển thuộc thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hương, tỉnh Nam Định. Khi đến km 52-100, ô tô va chạm với hai nữ sinh đi xe đạp điện chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến hai nữ sinh tử vong tại chỗ, danh tính hai nạn nhân là N sinh năm 2008 và DC sinh năm 2008, cùng chú xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, Nguyên nhân ban đầu được xác định do Mai Văn Nam điều khiển ô tô không chú ý quan sát. Kết quả kiểm tra tài xế Nam vi phạm nồng độ cồn trên 0,4mg trên một lít khí thở. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, sáng mùng 2 tháng 2, Công an thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Quốc Hưng, 23 tuổi, chú phường Phước Hội, thị xã La Di để điều tra về hành vi giết người. Đối tượng Hưng đã cố tình tông xe vào công an đang làm nhiệm vụ. Trước đó, vào sáng 28 tháng 1, lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường thống nhất thuộc địa bàn phường Phước Lộc, thị xã La Di nhằm đảm bảo an toàn cho các vận động viên tham gia giải chạy Việt Giã, thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển mô tô tông thẳng vào nhóm, khiến Đại úy Đỗ Đức Huy, cán bộ công an phường Phước Lộc té ngã xuống đất. Không dừng lại ở đó, đối tượng này còn dùng chân đạp liên tục vào người mặt Đại úy Huy. Đại úy Huy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, khu vực La Gi trong trạng thái hôn mê. Do vết thương quá nặng, Đại úy Huy chuyển tiếp đến Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để điều trị với chuẩn đoán tụ máu não chấn thương cuộc sống. Ngay sau đó, Hưng bị lực lượng chức năng cùng nhân dân khống chế và đưa về trụ sở công an. Kết quả xét nghiệm cho thấy Ngô Quốc Hưng dương tính với chất ma túy. Hiện công an thị xã La Di đang điều tra làm rõ hành vi giết người của ngô quốc hưng